Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Và hôm nay tôi sẽ đem đến các bạn một thiết kế khá là đặc biệt. Và đi kèm với đó là một tính năng rất là đặc biệt khác nữa. Và chiếc đồng hồ tôi muốn giới thiệu hôm nay là của thương hiệu Arnold & Sun, là trong bộ sưu tập 3 mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn với chủ đề là công ty Đông Ấn. Và công ty Đông Ấn thì là một công ty từ thời xưa rồi, một công ty rất nổi tiếng của Anh. Và thương hiệu Arnold & Sun là lấy hình tượng những chiếc thuyền của công ty này là chủ đề cho bộ sưu tập của mình. Và chúng ta có 3 mẫu khác nhau, 3 hình dáng chiếc thuyền khác nhau. Và đây là một trong 3 mẫu đó. Và chúng ta sẽ phân tích lần lượt từng chi tiết của chiếc đồng hồ. Về bộ vỏ bên ngoài thì chiếc đồng hồ này không quá đặc biệt. Bộ vỏ bằng vàng hồng, nguyên khối, đường kính 44mm. Khoảng cách giữa hai càng nối dây là 48mm. Và các bạn có thể tự đo cổ tay của mình để có thể cảm nhận xem là chiếc đồng hồ này có hợp hay không. Và chúng ta có nút chỉnh giờ. Phần góc 3 giờ thường thấy với logo thương hiệu Arnold & Sun ở đây. Và nút chỉnh giờ này là nút chỉnh giờ kiểu rút thông thường chứ không phải nút chỉnh giờ xoắn ốc. Nút chỉnh giờ thì rất dễ dàng thôi, rút ra, xoay kim. Đồng thời khi bạn rút ra thì kim dây sẽ ngừng hoạt động. Và toàn bộ mẫu vỏ được đánh bóng. Nói chung thì về độ hoàn thiện và chất liệu bộ vỏ thì không có quá nhiều thứ để nói. Bộ dây cũng là dây da cá sấu đã quen thuộc trên những mẫu đồng hồ Rest Watch thôi. Đi kèm với đó là khóa cài cũng bằng vàng hồng luôn. Mà số chiếc đồng hồ thì cũng khá là đặc biệt. Đây là một số khảm trai với hình tượng chiếc thuyền buồm ở trên đó. Và như đã nói trước thì đây là một trong 3 mẫu. Đây chủ đề là những chiếc thuyền của công ty Đông Ấn. Và về thiết kế mã số thì khá đặc biệt khi mã số giờ phút lại được thiết kế rất là bé ở đây. Và kim dây rất là lớn ở vị trí này. Và thiết kế như này thì có hai lý do. Thứ nhất là để khoe ra cái bức tiểu họa hình chiếc thuyền buồm ở đây. Và thứ hai là để khoe ra cơ chế đặc biệt này. Bạn hãy nhìn thật kỹ mặt số và bạn có thể nhìn ra điểm gì đặc biệt không. Và gợi ý đó là kim dây. Các bạn có thể thấy trên những trang báo mạng hay những trang về đồng hồ thì người ta dạy cách phân biệt giữa đồng hồ cơ và đồng hồ quát, đồng hồ thạch anh là nhìn vào kim dây. Còn thường thì là kim dây cứ giật như này là đồng hồ quát, đồng hồ thạch anh. Còn kim dây trôi giống như của Rolex chẳng hạn thì là đồng hồ cơ. Nhưng mà chiếc đồng hồ này lại là kim giật như thế này. Và đằng sau đó là bộ máy cơ học. Và tại sao như vậy thì tôi sẽ phân tích ở phần sau. Kim giờ, kim phút và kim dây thì đều được hoàn thiện là nung xanh thôi, rất là quen thuộc và truyền thống. Tên thương hiệu Arnold & Sun được đặt góc 12 giờ. Và cái điểm đặc biệt nhất của chiếc đồng hồ này đó chính là cơ chế kim dây giật như thế này. Trước hết thì ta sẽ nói qua về cơ chế làm thế nào kim dây di chuyển đã. Với đồng hồ pin, đồng hồ thạch anh thì dao động của tinh thể thạch anh rất là lớn và họ sẽ chuyển cái dao động đó qua một cái rotor và làm cho kim dây giật mỗi giây một lần. Còn với đồng hồ cơ thì sẽ phức tạp hơn một chút. Đồng hồ cơ thì sẽ tùy thuộc vào cái dao động của bánh xe cân bằng. Chúng ta có 18.000 này, 21.600 này, 28.800 này, 36.000. Và thường thì là 28.800 của Rolex hay của những thương hiệu khác. 36.000 thì của Emprimero, của Zenith. Tương ứng với tần số đó, kim dây sẽ di chuyển khác nhau. Tần số càng cao thì kim dây sẽ di chuyển càng mượt mà. Càng thấp thì kim dây sẽ có nhiều khoảng dừng hơn. Cái việc mà kim dây di chuyển một giây mỗi lần như này thì có trường hợp là bánh xe cân bằng hoạt động với tần số 3.600 nhịp mỗi giờ. Ở đây là một trường hợp rất là hiếm và chỉ có 1-2 mẫu đồng hồ thực hiện điều này mà thôi. Mẫu đồng hồ Arnold & Sun của chúng ta sử dụng bộ máy 6103 và cũng của thương hiệu Arnold & Sun luôn. Bộ máy này thì có bánh xe cân bằng ở đây, hoạt động với tần số 28.800 nhịp mỗi giờ. Và cái bánh xe cân bằng này sẽ qua một hệ thống bánh răng khác để điều khiển hoạt động kim dây trên mặt số và làm cho kim dây nhảy một giây mỗi lần. Và cơ chế này thì về mặt lý thuyết thì nó chẳng có tí tác dụng nào cả. Đối với những người mà người ta thích cầu toàn, người ta có thể chỉnh và như có thể đây, rút kim dây ra và có thể chỉnh giờ sao cho chính xác đến từng giây. Nhưng mà thường thì cũng chả mấy ai làm được điều này. Đồng hồ cơ thì vốn nghĩ không có độ chính xác từng giây như là đồng hồ quát hay đồng hồ thạch anh.
Nhưng mà đây là một cơ chế rất là thú vị và có thể đánh lừa rất nhiều người. Và nhiều người nghĩ là cái đồng hồ kim giật như thế này thì là đồng hồ quát, nhưng thực ra là không phải vậy. Và bộ máy này thì được hoàn thiện rất là quen thuộc với những kỹ thuật truyền thống thôi. Rotor được thiết kế skeleton, được khoét ra một số lỗ. Và cái chi tiết này thì thứ nhất là để làm đẹp, để chúng ta phải quan sát bộ máy dễ hơn. Và thứ hai là để chống sốc và giúp cho cái trọng lượng của rotor được phân bổ đều hơn, dễ lên dây cót hơn. Đặc biệt là bộ máy này được thiết kế khá là kín và chúng ta không thể quan sát được những cái chi tiết máy bên trong, nên tôi cũng không thể đoán được là cái chi tiết máy này hoạt động như thế nào, làm thế nào để cái bánh xe cân bằng từ 28.800 nhịp mỗi giờ có thể di chuyển thành 1 nhịp mỗi giây. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Phần thiết kế thì rất là quen thuộc, truyền thống, với bộ vỏ vàng hồng và dây da cá sấu màu đen. Và đây là một mẫu Rest Watch điển hình, kích thước tương đối lớn so với một mẫu Rest Watch 44mm đường kính, và khoảng cách giữa hai cá nối dây là 48mm. Nhưng mà thường thì Rest Watch sẽ có kích thước bé hơn một chút, nhưng không trách được vì mẫu đồng hồ này có bộ máy khá là phức tạp. Bộ sưu tập Arnold & Son với chủ đề của những chiếc thuyền công ty Đông Ấn thì chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn là 28 chiếc mỗi phiên bản, và có mức giá khá là cao và mức giá lên tới hơn 100.000 đô la Mỹ. Nhưng mà tất nhiên đến với gia bảo luxury, bạn sẽ nhận được mức giá chiết khấu ấn tượng nhất. Để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, có thể truy cập gia bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.